Hoàng Vy và Mai Tuấn rất vui được tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Thưa quý khán giả, tình hình của Ái Châu hiện nay đang hiện lên một cách rất rõ rệt. Có thể nói là gần như là cái sự phân cực giữa Trung Hoa và Nhật Bản cùng với Nam Hàn. Như chúng ta biết là cái chuyện của chính quyền Nam Hàn đồng ý cho Hoa Kỳ lắp đặt cái hệ thống giàn hỏa tiễn TACMS đã khiến cho Trung Quốc rất bực bội, đưa đến những cái chuyện chống phá về vấn đề thương mại. Và mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao của Nga Xô là ông Sergey Lavrov cùng với Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản là Fumio Kishido đã gặp nhau ở thủ đô Tokyo ngày hôm qua và cho biết rằng cái mục đích của cuộc họp này là giữa Nhật Bản và Nga Xô bàn đến những cái đảo tranh chấp ở miền Bắc của Nhật Bản đã bị Nga Xô chiếm đóng từ hồi đệ nhị thế chiến, và hiện nay thì mấy cái đảo này vẫn còn đang nằm trong sự kiểm soát của người Nga. Trong khi đó, Nhật Bản rất mong muốn để lấy lại được những cái đảo này. Cái cuộc họp của hai ngoại trưởng ngoại giao của hai quốc gia có lẽ sẽ đi đến được một cái sự thỏa thuận. Có thể nói là cả hai bên đều có thể gặt được những thành quả tốt đẹp. Và chính đó cũng là một trong những lý do khiến cho Trung Quốc không có mấy hài lòng. Bởi vì chúng ta biết rõ ràng là hiện nay Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp ở biển Hoa Đông. Những cái đảo ở miền Bắc của Nhật Bản đó, người Nhật Bản thì gọi là đảo phía Bắc Nhật Bản, còn phía Trung Quốc, phía Nga Xô thì gọi là đảo Kuril, tức là K-U-R-L, tức là họ nói về cái ba theo cái tiếng của Tây Âu, như chúng tôi nói đã bị quân đội Nga Hoàng chiếm đóng từ năm sau đệ nhị thế chiến. Tức là ngay sát sau đại chiến, và khoảng 17.000 cư dân Nhật ở đây đã bị quân Nga Xô đuổi ra khỏi các cái đảo. Và chúng tôi cũng nói rằng thì là hiện nay Nhật Bản và Nga Xô đang đi đến gần nhau hơn, sát hơn với cái sự ngoại giao về đủ mọi khía cạnh, từ vấn đề ngoại giao thương mại cho đến ngoại giao về chiến lược, làm cho cái chuyện mà của Trung Quốc khó khăn đối với Nhật Bản, không đi gần lại với Nhật Bản nữa, thì cũng làm cho cái tình hình ở bên châu Á nó gặp những cái khó khăn. Đó là cái tin mà chúng tôi gửi tới quý vị thính giả trong cái chương trình này. Và thưa quý vị, chuyển sang một phần tin tức liên quan đến đời sống. Rất nhiều người trong chúng ta giữ một cái thói quen là đi, hoặc là do thời gian hạn hẹp cho nên đi chợ thường một tuần một lần hoặc là 3-4 ngày một lần thì đồ ăn đem về trữ trong tủ lạnh. Nhưng mà một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 91% người tiêu dùng chúng ta đã bỏ thực phẩm đã qua hạn sử dụng vì chúng ta nghĩ là nó không còn an toàn nữa. Nhưng mà mới đây nhất, theo nghiên cứu của một tổ chức REFED, thì một nhóm vận động giảm chất thải thực phẩm tại Hoa Kỳ đã cho rằng người tiêu dùng hoàn toàn hiểu nhầm về ngày hết hạn của thực phẩm ghi trên bao bì, đã khiến cho 20% số thực phẩm ở Hoa Kỳ bị lãng phí, và con số này tương đương với giá trị 29 tỷ Mỹ Kim bị bỏ đi mỗi năm. Hai tổ chức lớn trong ngành công nghiệp thực phẩm Mỹ là Food Marketing Institute và Grocery Manufacturers Association hiện đang đẩy mạnh cái việc đơn giản hóa các nhãn ghi hạn sử dụng để tránh nhầm lẫn và giảm thiểu cái chất thải từ thực phẩm. Hai tổ chức này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất thực phẩm phải sử dụng cụm từ dùng trước ngày, use by, hoặc là sử dụng cụm từ dùng tốt nhất trước ngày, best if used by. Cái cụm từ best if used by có thể được sử dụng ở hầu hết các loại thực phẩm. Trong khi đó, cái cụm từ use by sẽ được dùng cho các thực phẩm cần bảo quản như là thịt sống, vốn rất dễ bị ôi thiêu nhanh chóng. Và theo tờ The Washington Post, thì vì uy tín của mình, hầu hết các nhà sản xuất thực phẩm hiện nay đang sử dụng cụm từ sell by là để cho cửa hàng bán lẻ biết khi nào sản phẩm nhìn hấp dẫn nhất trên giá bán, hoặc là khi nào người tiêu dùng sẽ thích thú thưởng thức thực phẩm nhất, chứ không phải là cái ngày đó sẽ là ngày hết hạn để sử dụng thực phẩm. Nhưng thật không may, mọi người lại quan tâm đến chúng một cách rất nghiêm túc vì nghĩ rằng thực phẩm đã không còn an toàn ở mức vi sinh vật khi vượt quá giới hạn ghi trên nhãn. Vì vậy, các cửa hàng cũng như người tiêu dùng đã bỏ đi rất nhiều thực phẩm khi chúng đã quá hạn sử dụng. Vì vậy, quý vị hãy cân nhắc trước khi bỏ đi một thực phẩm đã quá hạn ghi trên bao bì. Có thể thực phẩm đó vẫn còn sử dụng được,
và tiếp tục sử dụng thực phẩm quá hạn và còn tốt sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm chi phí, đồng thời cũng góp phần bảo vệ trái đất của chúng ta. Các nước có thể học hỏi từ Đan Mạch, nơi các cửa hàng bán thực phẩm quá hạn đã trở nên rất đông khách. Và các thực phẩm này đều được chọn lọc lại để bảo đảm chất lượng cho người mua và bán với giá rẻ hơn rất nhiều. Bán với giá rẻ hơn rất nhiều, đó là cái mục đích của rất nhiều, không cần phải nói đâu xa, ngay tại Hoa Kỳ cũng có nhiều cửa hàng như vậy. Và nói đến đây thì chúng tôi xin lưu ý quý khán giả một chút là chúng ta đi đến những cái cửa hàng mà Việt Nam gọi là convenience store đó, tức là những cửa hàng mà ở cạnh hàng xóm của mình đó, tức là họ không tỉnh thì chúng ta sẽ thấy sẽ có rất nhiều hàng có khi không phải là quá hạn, hay là trong cùng một ngày, một khi quá hạn cả nửa tháng hay một tháng rồi, đó là điều nguy hiểm. Thành thực của nó như vậy. Còn cái quan niệm thông thường use by, tức là dùng tới ngày hôm đó, hoặc là best before that date, thì nghĩa là dùng trước cái ngày đó thì nó sẽ được tốt nhất. Và nếu mà dùng gần đến ngày đó thì phải hiểu như vậy, có nghĩa là sẽ không được tốt lắm. Nhưng mà đúng ra thì chẳng hạn như ngày 21 của tháng 3 là ngày hết hạn, thì theo nhiều nhà và phân tích họ nói rằng vẫn có thể dùng được thêm một tuần, hai ba tuần nữa, cho nên mới có nhiều cửa hàng mua để họ bán, có khi cả hai tuần, ba tuần. Nếu không thì chúng ta sẽ lãng phí, như cái nghiên cứu hồi nãy chỉ ra đó, 2.9 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, đúng là một con số nó không nhiều, lớn nhỏ. Lắm. Nhiều nước bên Âu Châu họ cũng đã có những cái kế hoạch và những chương trình dùng những cái đồ mà đã phế thải đó, họ tái chế lại, họ làm được những cái chuyện rất có lợi cho đời sống chung quanh con người. Mời quý khán giả đi ngược sang bên Âu Châu về những lời tuyên bố của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chúng ta biết là trong weekend vừa qua thì bà đã gặp Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, và theo như nhiều giới nhận xét thì có thể nói là cái cuộc gặp gỡ của bà Merkel cũng không có được mặn nồng lắm với Tổng thống Donald Trump. Và ngay cả cái chuyện mà ông không có bắt tay bà mà Angela Merkel cũng đã khiến cho báo giới nói tới. Bà Merkel nói gì khi tham dự cái buổi gọi là hội nghị về tài chính được tổ chức ở CBIT, là một trong những tổ chức mà các công ty về tài chính, nhất là về technology, tức là về vấn đề kỹ thuật, họp ở thành phố Hanoi và của Đức. Bà nói rằng thì là nước Đức sẵn sàng có được những cái trao đổi, ký những cái thỏa thuận trao đổi fair, tức là bình đẳng và đẹp với bất cứ quốc gia nào ở trên thế giới, và mở rộng, Đức mở rộng cánh tay ra để có thể làm được cái việc này. Và khi tuyên bố cái lời này thì cũng đã gây một số phản ứng cho một số các quốc gia ở bên Âu Châu. Và thưa quý khán giả, bà Angela Merkel hiện nay cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn ở trong cái quốc gia của bà, trong cái vấn đề chính trị. Và cái lời tuyên bố của bà cũng đã là một phần nào có thể nói rằng thì là khuyến khích được cái sự hăng hái và cái bầu khí đi lên của dân Đức để có thể tín nhiệm bà tiếp tục một nhiệm kỳ nữa chăng. Tuy nhiên đối với các quốc gia ở bên Âu Châu thì cũng đã có những quốc gia cảm thấy rằng gần như là mình bị kìm kẹp, và trong khối G20 thì bà mong muốn rằng có những cái đóng góp mạnh mẽ và cần thiết hơn nữa với các quốc gia trong khối G20. Hoàng Vy và Mai Tuấn xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và mời quý vị trở lại sau phần thông tin thương mại.